bắn bố này, bắn bố này. Ok. Đầu game, một tựa game mà tôi rất kỳ vọng, tôi rất mong đợi. Tôi có thể nói thẳng với anh em luôn là game này, cái thời điểm nó ra mắt hiện tại này, chắc chắn là sẽ có rất nhiều bug, nó có rất nhiều những cái mà khiến cho cái trải nghiệm của mình nó không được mượt mà. Nhưng mà tôi sẽ không đánh giá quá là sâu về cái vấn đề bug có thể là mình gặp phải. Nhưng mà tôi tin tưởng là một cái studio như là CD Projekt Red thì họ sẽ làm tất cả mọi thứ để có thể fix được những cái bug đấy. Nên là có thể trải nghiệm ban đầu chưa tốt nhưng mà sau sẽ tốt. Và game này là game dành cho lứa tuổi 18 cộng nha anh em nhé, 18 cộng. Nên là nó có rất nhiều những cái cảnh chém giết là một này, những cái cảnh về tình dục là hai này, những cái cảnh về kiểu là ma túy thuốc phiện là ba này. Nên là cảnh báo trước các anh em xem nhé, đây chỉ là một game giải trí, đừng có học theo nhé. Bất cứ một cái yếu tố gì trong game này là anh em đừng có học theo nhé. Game thì có rất nhiều các cái độ khó và tôi phải khẳng định với anh em ấy, tôi là một người chơi game không giỏi. Nhưng để trải nghiệm game một cách mà nó chân thật nhất, nó chính xác nhất với một cái tựa game mà tôi mong chờ như này, tôi sẽ quyết định là chơi Very Hard. Chính vì thế là tôi nghĩ là cái thời lượng chơi game của tôi nó sẽ kéo dài thêm rất là nhiều. Nhưng mà chiến, tôi thích chơi cái phong cách kiểu tự do tự tại, muốn làm gì làm như này thôi này. Ví dụ như là hai anh em mà cùng một ý hoặc là tôi mà cùng một ý với anh em nào ấy thì là chúng ta sẽ theo người đấy. Đây phần tạo nhân vật này, tôi thấy bảo là tạo nhân vật ở trò này là chi tiết đến tận răng mà. Tôi ra phong cách châu Á vậy. À, quyết định thế đi, chơi cận chiến. Đấy, tên nhân vật là Vi nhé, tức là Việt đấy anh em ạ. Tôi theo cái lifestyle của tôi là nomad. Đây là chỉ số của tôi, đây là dấu vân tay của tôi này. Đây này, anh em nhìn không, dấu vân tay này. Anh em đợi chút nhé, mới vào tôi phải... Ok đúng không? Nó cũng không được mượt, tôi cảm giác nó không được mượt lắm. Đầu tiên là gì đây? Lắc quá ông xem lại stream xem. Lắc quá. Giật như điên á. Đây là tôi đâu rồi, để tôi vào trong xe. Tôi nhìn đây thì có vẻ là đúng là nó giật thật. Tôi không muốn có bất cứ một cái vấn đề gì. Chuối. Ui. Đi, lái xe ô tô khó vậy. À từ từ. Mình phải đi về hướng nào? Nhầm đường anh em ạ. Từ từ, nó đã đỡ lag chưa anh em ơi? Đã đỡ giật lag chưa? Cái này là nó có cái vấn đề của cái OBS rồi. Khả năng là tôi sẽ phải kiểm tra lại xem là vấn đề của nó là từ đâu hoặc là từ cạc màn hình. Tôi chắc là phải cập nhật cạc màn hình để cho nó tối ưu game anh em ạ. Đây, lúc chiều là nó giật tưng bừng lên, mặc dù là tôi đã cho về medium nhưng bây giờ tôi đã chỉnh lên 2 rồi và tôi cảm giác là nó khá là mượt. Đúng anh em. Mượt đúng không? Mặc dù là hình ảnh nó hơi bị nhờ, nó không được sâu màu lắm. Rồi. Lúc chiều là vào đầu game thì chúng ta biết là chúng ta là một người của một băng đảng nào đấy. Sau đấy thì chúng ta đã bỏ băng đảng đấy và bây giờ là mình đến đây đi qua cái vùng này để đi qua vùng này để đi gặp khách hàng ấy. Thì bị hỏng xe ở đây nên phải sửa và mình vừa ấy
sửa xong à, lấy cái thông tin ở cái cột radar kia để biết là sẽ phải đi đến đâu, hẹn khách hàng ở đâu. Tại sao tôi làm đéo gì đâu mà sao tự nhiên bị cảnh sát nó truy đuổi này. Bây giờ tôi cần phải đi thêm 500 mét nữa để đến cái nơi hẹn gặp với lại thằng khách hàng. Không biết là mình làm cái nhiệm vụ gì và mang cái gì về cho khách hàng tôi cũng chưa biết luôn. Mới vào game chỉ biết là mình xuất hiện ở đây thôi. Chíu 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 chíu. Cam đâu á? Không có cam anh em ạ, tại vì là tôi hôm nay cái game này nó nặng quá, livestream vừa chơi game không chơi được. Thế là tôi phải chuyển qua livestream trên laptop và chơi game ở trên PC, nhưng mà sau đấy thì laptop của tôi nó lại không đủ slot để cắm. Từ từ, nhiệm vụ của mình là nói chuyện với cái thằng Jackie này. I believe I am. Are you... Name's Jackie Wells. Ta là Jackie Wells. Tôi là V. Oh, where I'm from, you share a bit about your soul before you talk biz, eh? It's kind of like a custom. Or just good manners, you know? Anh giới thiệu trước đi xem nào. Start with you, then. NC native right here. Got Haywood in my blood. I've never been to NC. Thằng này nó bảo nó là người bản địa ở cái NC này. NC chắc là tên thành phố, Night City anh em ạ. Or a distant cousin at least. I think I understand. You don't have to like each other, but it's family. That's Haywood. Sao tôi không hiểu sao cái livestream của tôi càng ngày nó càng nhìn nhợt nhạt thế nhỉ? Không hiểu anh em xem có bị làm sao không? Khổ. Cargo. Hàng đâu? Thường thì nếu như mà mình làm việc ấy. Đây. Hàng của anh đây. Xếp vào trong xe. Bây giờ mình phải mở thùng xe cho thằng này nó cất này. Mà tôi cảnh báo anh em, game này là game 18 cộng ấy nhá. Anh em nào chưa đủ tuổi không khuyến khích xem đâu. Nào, xem nào. Hello anh. Xin chào anh em Tuấn Đức. Sao livestream nó cứ nhợt nhạt nhỉ? Ok, cái trò lái xe khó lắm anh em ạ. Bây giờ là mình đi đến đâu đây? Có vẻ như bọn này, cái hàng bọn này nó đang chở là một cái món hàng gì đấy bị cấm. Bây giờ mình phải đến chỗ này để nó kiểm tra này, nó quét kiểm tra này. Giống như là mấy cổng thu phí nhỉ? Sao nhỉ? Nó bảo mình phải ngồi yên trong xe để chúng nó kiểm tra, quét. Hand me the manifest. They'll need to see it. Grab these. Let me see. It's marked LOA. Perfect. LOA là cái gì? Lost on arrival. Lost on arrival. Bị thất lạc khi mà đưa tới à? Là cái gì? Smuggling là buôn lậu à? Là sao? Chingano madre. What now? Mình có thể dùng tiền để mua chuộc. We want the customs officer to turn a blind eye to our dubious docus. Có vẻ như là nó quét ra, nó phát hiện ra mình không hợp pháp rồi. Bây giờ đang xui thằng này là lấy tiền để mua chuộc. Right. You forgot. Đâu, đi vào đây. Đây, giấy đấy ạ. Để xem nào. Giờ nó thấy nghi ngờ nó mới kiểm tra là mình vận chuyển hàng gì anh em ạ. Anh vận chuyển cái gì đấy? Tất cả trong đó mà. Ngầu đấy, bố đời đấy. Đồ họa cái này mà để mắc được đẹp lắm anh em ạ. Anh ơi, em có cái này hơi ít nhưng mà mong anh thông cảm. Chào anh em.
Sao cái trò này livestream nó cứ nhợt nhạt thế nhỉ? Anh là người của Nomad à? À, không, tôi bây giờ không thuộc về bất cứ một cái clan nào cả. Tôi hoạt động đơn độc, dũng cảm đấy, và không thông minh lắm đâu. Mỗi khi tôi nhìn đến người như anh, tôi rất là cảm thấy may mắn vì hắn ở bên kia của cái bàn. Đó hiểu. Đi đi. Bạn đồng hành của anh đang đợi. À, cái thằng này là thằng nào mà ở cái lúc giới thiệu đầu game tôi thấy nó xuất hiện này. Đi thôi. Ơ bây giờ là thằng kia lái à? Game tự lái à? Xin chào anh em Rabbit. Đây thằng kia nó lái anh em ạ. Tôi đang ngồi trong xe. Ở trong xe nó làm chi tiết phết. Hello ông, sao ông giỏi tiếng Anh thế? Hello ông, sao ông giỏi tiếng Anh? Tôi rốt bỏ cha nữa anh em ạ. Tôi hiểu câu được câu không. Cái gì? Cái gì vậy? Tôi chưa kịp đọc, đang mải đọc comment của anh em. Anh có ngửi thấy mùi của vấn đề ở ngay cái khu này không? Hãy cứ đi đi. Có ai đó đang đi theo chúng ta. Nhìn có vẻ không ổn đâu. Vãi cứt ạ. Anh ơi, lái cẩn thận. Bị theo đuổi rồi anh em ơi. Tôi nói dừng xe lại. Hình như cảnh anh em ạ. Chắc cảnh nó... Gì đây? Vehicle combat. Giữ an, à ấn an để rút vũ khí này. Nhấn nháy an hai lần để quay về trong ghế này. Và ấn bắn thôi. Ok. Để tôi Bắn bố này. Bắn bố này. Ơ kìa. À tôi bắn thằng lái xe. Lắc thế, thằng này lái cẩn thận tí nào. Không. Ô vãi, một thằng đi rồi. Đéo sao mình bắn. Ui. Để bắn trúng người, nó máu nó bay lên như kia mới là trúng anh em ạ. Khó lắm. Tại vì thằng lái xe nó làm lắc sai ấy. Tôi bắn súng đã ngu rồi mà cái thằng lái xe nó còn lái làm lệch. Thể nào nó cũng ra từ đầu này cho xem. À! Mình chả phải làm gì nó cũng chết kìa. Hình như là lúc này là đạn mình thoải mái anh em ạ. Thế thì bắn thoải mái đi. Ngon. Vãi đài. Dùng lặc vãi trưởng. Khổ anh em phải xem. Anh em xem nó bị nhòe nhòe. Nó mờ mịt lắm đúng không? Bắn chục băng đạn không chết thằng nào. Mặt cười. Thứ nhất là tôi tăng theo đường cận chiến. Mà thứ hai là tôi... tôi bắn toàn trượt. Thứ ba là game này là đang ở chế độ khó nhất. Thằng này nó muốn làm đồng đội của mình. You know what, Jackie? You're not all bad yourself. Bao giờ có cảnh lóng? Cảnh lóng thì không biết bao giờ có, nhưng mà đã để chế độ che hết rồi. Okay, partner. Time to grab the lizard and scurry out of here. Xin chào đến Night City. Rồi, nó dẫn mình đến Night City, bắt đầu giới thiệu mình cho mọi người à? Đấy, anh em nhìn tôi đẹp trai không? Mất cả buổi để tạo. Ui, ui. Trộm cắp rồi. Gì đây? Mình mua xe này.
làm gì đây? Thằng này nó giới thiệu mình cho những cái kiểu người quen biết của nó, các mối quan hệ của nó ấy. Rồi đi làm các cái trò đồi bại gì đây? Đánh nhau này rồi bình thường. Đủ kiểu. Nhưng AH đẹp dài hơn V. Game này đẹp vãi chưởng người, Thanh Ông vì đã stream cho anh em xem. Cái game này tôi cũng muốn chơi lắm anh em ạ. Nhưng mà thực ra thì nó cũng không phải là game mà anh cũng thích đâu. Nó cũng sẽ có đối tượng xem riêng. Nhưng mà tôi đang thấy là cái chất lượng live stream của tôi có vẻ nó hơi thấp. Rất là mong anh em thông cảm để tôi thử vào tôi xem trên điện thoại, anh em đợi chút nhé. Tại vì tôi xem ở trên máy tính tôi thấy nó cứ nhờ mà tôi bây giờ đang chưa biết chỉnh kiểu gì. Có lẽ là phải buổi live stream tiếp theo thì tôi mới chỉnh được. Thằng này đưa mình cái gì đây? Sau khi mà vào trong đây, vào trong cái thành phố này thì mình đã đi làm rất nhiều phi vụ với thằng này. Có lẽ là bây giờ là tình cảm giữa hai bên nó đã khăng khít thêm rất là nhiều rồi. Và bây giờ nó đưa cho mình cái này để bắt đầu tutorial anh em ạ. Bây giờ mới bắt đầu tutorial game này. Từ đầu đến giờ là mình chỉ làm mấy cái vớ vẩn thôi. Mình cắm cái thẻ nhớ vào trong đầu. Tại vì là cái thế giới này ấy, thì là bắt đầu con người ấy, nó sẽ kết hợp giữa người và máy móc rồi. Đấy. Tôi đỡ và... tôi đỡ đúng cái lúc mà nó đánh tôi ấy, là tôi sẽ phản đòn vào mặt nó. Bây giờ né tránh. Trượt rồi em ơi. Trượt rồi em ơi. Nào đánh đi. Thằng này yếu vậy. Né. Bây giờ là mục tiêu là tiêu diệt kẻ thù này. I can teach you no more. 1 2 3. This is the part where you face your final test. Một đấm vỡ mồm. Đây rồi. Vũ khí đây rồi. Úi giời. Mình có thể sử dụng katana anh em ạ. Đúng là samurai khác. Wake the fuck up samurai. Ui. Nó cũng kinh đấy. Làm sao? Ui game này cận chiến ngon lắm. Cảm giác cận chiến game này sướng lắm. Nó không giống như những cái game góc nhìn thứ nhất mà tôi đã từng chơi mà dùng cận chiến. Ây dạ. Ây dạ. Ui giời, mẹ chém cụt chân luôn. Bây giờ mình có thể tiêu diệt mấy thằng kẻ thù này bằng... Đỡ đạn. Chum. Ây dạ. Làm sao? Ây da. Piu. Làm sao? Đỡ này. Một trưởng. Ơ sao tôi đánh này không mất máu vậy? Ây da. Từ. Thằng kia nó đang bắn tôi. Piu. Xời. Vũ quả ninja. Ninja cứu mẹ đây rồi. Đây, thoát khỏi chế độ luyện tập rồi. Rồi, đi làm việc thôi. Thằng nhân vật chính tên là V anh em ạ. Mình không đặt tên được cho nó nhé. Nó là một nhân vật cố định mà nó có tên là V. Mà V này chắc chắn là Việt rồi anh em ạ. Bây giờ đi ra thang máy. Không biết là thằng này dẫn mình đi đâu. Đi thôi. Đôi tay anh ôm xương rồng rất đau. Đi. Nhìn anh em nhìn không? Thằng này thằng trước đi dáng rất hổ báo, cáo trồn, còn tôi đi sau kiểu backup ấy. Đâu à? Sao nó cứ cái trò này khi mà nó có một cái lựa chọn là mình phải chọn trong một khoảng thời gian. Từ từ, để tôi hack cái cửa này.
Hack là nghề của tôi rồi. Đấy, thấy chưa? Từ quét xem nào, có gì bất thường không? Không có gì cả, đi theo thằng này. Cái gì đấy? Ơ, chỗ này nó có nhặt được đồ luôn này. Từ từ, thằng kia đợi tí để bác nhặt đồ đã. Hack lại đi tù 7 năm giờ. Ôi, đây có cái xác này. Ôi, đây có một cái xác, đây là một người phụ nữ nhá. Bị nó mổ để nó làm cái gì đấy? Sandra Dorsey is protected under Echelon 2 Corporal Immunity. Our girl's top shelf. Hình như là bà này bị ăn cắp nội tạng thì phải. Nhớ nhiều. Make moves, Mano. Quay, mình phải quay. Bọn này đang bật nhạc ầm lên. Xời, anh đã được học tutorial rồi. Đi thôi. Bên này có cái gì đây? Ui, đây lại có một cái xác này. Như kiểu bọn này nó toàn bắt người để nó ăn trộm nội tạng hay là ăn trộm các cái bộ phận cơ thể anh em. Ui, nhìn ống gì đây, ruột à? Vãi đái. Giờ mình phải làm gì? Từ từ. Thanh niên này đâu rồi? Ơ, thanh niên, anh ơi. Gì đây? Nó có những cái bản ghi chú gì đấy. Mình bây giờ mình phải tìm một người tên là Sandra Dorset. À, vừa rồi là tôi có thể hack để khiến thằng kia nó gây sự chú ý thằng kia. Cái này là mình ấn một phát là mình nhặt đồ luôn. Ôi, nó phát hiện giờ. Từ từ. Để tôi đánh dấu bọn này vào đã. Đây, mình phải sang bên này. Bọn này nó đông lắm anh em ạ. Bốn thằng này. Năm thằng này. Từ từ. Bọn này nghe nhạc bốc thế. Ui. Rồi, mỗi thằng một em. Anh này tự nhiên từ đâu xuất hiện? Ơ, mình có thể lấy được đồ của bọn này này. Trên người bọn này nó cũng có đồ rồi. Giờ sao anh ơi? Nó bảo là mình cứ đi đi. Nó ở ngay sau lưng mình thôi. Chết cha mày đi. Gái anh cũng siết, mà đây là gái là được vậy. Ấn E để ném ra này. Từ từ, thằng này nó có cái gì đây? Đạn à? Súng ngon. Từ từ. Làm sao để mở thùng đồ để trang bị vũ khí đây? À đây. Inventory. Nhạc bốc quá. Nhạc quá bốc. Mình có thể cho slot 3 là khẩu này. Bách là escape. Tôi có 3 vũ khí. Sao nào? Là sao để chuyển vũ khí nhỉ? Chưa thấy nói. 1 này. 2 này. 3 này. Rồi, cầm khẩu này đi cho bố đời. Hi.
Nó đi, sao thằng kia nó nhìn thấy tôi vậy? Ôi, sao nó nhìn thế vậy? Chiến đấy. Ơ kìa, cái trò này bắn khó thế. Ây da, ây da, ây da, ây da. Nó còn đứng, nó thò tay qua, nó bắn kìa. Ngó này. Ngó này. Ngó với tao này. Ok. Súng này bắn như kiểu ok. Như kiểu shotgun ấy nhỉ. Đùa chứ mình bắn tệ quá. Con bọn này nó chưa chết à? Súng này. Từ từ tôi đổi AK bắn vậy. Chết rồi. Ui, anh nào kia? What the? Làm phát chết luôn ạ, thế này là chơi gì? Cái thằng này có phải thằng vừa làm phát tôi chết luôn không? Hack cái này ra nào. Mày vừa mày bắn chết tao. Đúng không con chó? Gì vậy? Bây giờ mình phải đi tìm em kia, không thấy em kia đâu à? Tôi chả biết trò này lấy những cái đồ này nó có tác dụng gì không nữa. Đây, vào trong đây để tìm... có 3 tin nhắn này. Hãy trả tiền nếu mà không đầu mày sẽ bị nổ tung này. Nó đe dọa một ai đấy này. Đến gửi từ Nightmare. Bán bọn này nó bán cái đồ cấy vào cơ thể rất là rẻ. Có cần ai? Như kiểu là đây là các cái tin nhắn quảng cáo thôi. Bọn này đi nó, đây là của bọn khác nó gửi cho bọn này, là bọn này nó đi khủng bố người ta ấy nhỉ. Vào được trong đây rồi. Tôi chả biết là tôi đang nhặt những cái gì nữa. Thôi tính sau vậy. Fresh meat, người mới. Những cái đồ tiếp tế yêu thích nhất của mày. Gửi từ gom. Không có gì ở cái này. Cái này sao? Có một tin nhắn. Đồ chơi. Gom gửi từ... gửi... à đâu? Gửi tới Atom. Gửi từ gom. Có rất nhiều đồ. Tôi phải quét cái khu này đã. Mình phải đi qua cánh cửa này rồi. Trước đó thì kiểm tra ở đây có những cái gì. Đây là ra ngoài thành phố rồi này. Khá là chi tiết. Ui, đây là cái dịch vụ gì đây? Mình có thể ngắm được không? Đây là dịch vụ gì đây anh em ơi? My fuck bar. Wet dream. Pip. Ai già dịch vụ này? Ơ, cái màn này hình này bị hỏng rồi. Đang xem em này có xinh hay không? Không rồi, những cái dịch vụ đấy sau này mình sẽ được trải nghiệm hết anh em ạ.
bây giờ đi đã. Ai đây? Ui. Giới thiệu với anh em nhé. Đây là tôi đã để chế độ sensor rồi nên anh em nhìn nó có đồ lót đấy. Còn nếu mà bỏ chế độ sensor đi ấy thì là nó sẽ là nui nhá. Nui. Anh em có thể lên mạng để tìm kiếm ảnh ọt các thứ thêm chi tiết. Cô ấy còn sống không? Bây giờ mình phải truy cập vào đầu của em này ạ. Kiểu truy cập vào máy tính ấy. Gì đây? 29 tuổi, Sandra. Platinum. Shit. Trauma should have swooped in if she sneezed. Guessing they jammed the transmitter, Sig. Looking at a hack. Đây thì bây giờ nó có thể coi là người hay là robot nhỉ? Garaho T-Bug, you ain't seeing this place. This is Tom's. Lúc này là tôi thấy là kiểu như là người với lại máy tính các thứ là nó đã được kết hợp với nhau rồi đấy. Anh em nhìn những cái ở trên màn hình mình này, thực ra là nhân vật chính nó cũng sẽ nhìn thấy như thế. Tại vì là trong đầu nó được cấy máy tính vào mà. Nó có ổn không? Nó chỉ có mỗi cái lựa chọn này thôi. Ban đầu nó chỉ là cái ấy thôi mà. Ôi, thẻ nhớ à? Emergency evacuation unit has been dispatched and is due to arrive at your location in 180 seconds. Reset lại máy à? Chả hiểu đang làm gì nữa. Cover 90% of the projected costs of your rescue and treatment. Pobrecita. Let's get her off that ice. Đưa vào trong cái hồ băng này. Hình như bọn kia nó để vào trong cái hồ băng này là nó cũng để ấy làm cái gì ấy. Để giữ không bị chết hay sao ấy. Jackie, air hypo. Fuck, this is bad. Chết rồi. Bị sao này? I think holy shit it worked. Ôi, cái này mà bỏ cái unsensor đi thì cái này nó cứ dí vào mặt anh em ấy, anh em ạ. May mà tôi để sensor rồi chứ không thì vỡ mồm. Phải cứu em này về. Ôi, nó còn rung kìa. Wow. Xen đón. Ra. Quân mình hay quân địch vậy? Nó bảo là đặt bệnh nhân xuống dưới ạ. À đây anh ơi. Lùi đấy. Ôi sao đánh em anh ơi? Bác sĩ à? Bệnh viện nào đấy anh? Cái này sau khi livestream tôi phải chơi lại và tôi bỏ cái sensor đi anh em ạ. Tôi phải chơi đúng game gốc của nó. Game có vẻ rất là hay đấy. Đi mất rồi. Cứu người xong có bọn khác nó đến đón đi ạ. Bọn cảnh sát nó đã đóng cái quận Watson rồi. Chắc là mình phải đến quận Watson. Chắc tìm cách nào đấy vào. Anh ơi, em bên này anh lái được không? Tôi không thích lái xe cái trò này khó vãi đái. Để cho thằng này nó lái. Lái đi anh. Thành phố đẹp lắm anh em ạ. Trời còn mưa này. Thành phố ơi, tên là Night City nhá. Giá mà máy mình đủ mạnh để chạy mắc cấu hình. Những huyền thoại được sinh ra ở đây. Ở trong xe cũng rất là chi tiết. Mà trong trò này nó có rất nhiều xe cộ và anh em có thể độ được xe. Jackie, they're locking down Watson, remember? Oh shit, you're right. Is it just me or? You can do it. Ô, cái gì vậy? Đang nhìn. Come on, bitch. Hey, keep her steady.
Chả nhìn thấy cái mẹ gì. Cái gì vậy? Sao tự nhiên bắn nhau ầm ĩ vậy? Đâu thằng nào? Mày làm sao? Ơ sao tôi bắn nó chả bị làm sao vậy? Máu đâu? Hết máu rồi. Sao trong thành phố gì mà như chỗ không người vậy? Cảnh sát đâu? Kiểu như các băng đảng nó thanh toán lẫn nhau ấy, chắc là bọn kia là băng đảng đối địch với mình. Lên một cái cầu. Uầy, cái gì kia? Cái thành phố này nhiều dịch vụ vậy. Đây có cả robot này. Uầy, nó lái được cả robot kìa. What does the lockdown do for the nerdist? Necessary security measure. Officer, ma'am. Damn, are we ever... Hack nhiều bị bắt rồi. Ơ sao chat lại không thấy chatbot nó đọc nữa nhỉ? What's it that makes me so special? A heart of gold. Cuz only somebody with a heart of gold can understand just how much I need to get back to my girl. Vãi đái. Thằng này đang bảo con cảnh sát này có trái tim vàng, tại vì chỉ có những người có trái tim vàng này mới biết là tôi muốn quay trở về với con gái của tôi như nào. My girl ấy, không biết là con gái hay là người yêu. Hãy để chúng tôi qua đi mà. No model citizen maybe, but he's a good kid. Thuyết phục em này. Okay, on your way. You have a good evening now, officer, ma'am. Chúc bà một buổi tối tốt lành thưa bà. Rồi bây giờ chia tay thằng này rồi. Chắc là lúc này bắt đầu mới là lúc mà mình được tự do ở cái thế giới đây này. Thoải mái chạy đi. Ôi, nó phóng mất rồi. Ui cái gì đây? Explode a test. Ngon quá, kiểu nổ cả đầu ạ. Quảng cáo bá đạo vãi. Đây, đây chắc mình về nhà. Để tôi về nhà xem nhà tôi có gì. Thôi trước khi làm gì thì cứ về nhà đã nhá. Ôi em nào này? Sao lại mặc này em ơi? Mốt gì đây? Tương lai nó có những cái mốt nhìn. Ôi em này nhìn được này. Ui đi lắc kìa. Ôi sao bé không lắc. Ôi sao bé. Nó đang lắc ấy chứ. Tối quá. Đứng đây hút thuốc. Nhà mình đâu? Qua nhà tôi đây mà. Oh God, nothing makes sense. Vãi cứt, sao lại có thanh niên ngồi say xỉn ở đây vậy? Đây nhà của tôi đây. Sao mình lại phải sống ở cái nhà nhìn như khổ chuột này, túi rác vẫn còn ném ở đây này. Hãy kiểm tra kho vũ khí của mình. Ai già, được đấy. Uầy, đây là những thứ mình có thể sưu tập được. Nhìn quả kiếm này là tôi thích rồi đấy. Hai quả katana anh em ạ. Uầy, súng gì này? Ngắm à? Game này tôi thấy là nếu mà theo ở đây thì lượng vũ khí của nó cũng không phải là quá đa dạng. Nhưng mà tôi là chưa có cái vũ khí gì, bất cứ vũ khí gì ở trong cái đống này cả. Level up, nhân vật của tôi đã lên level rồi. Tôi có 2 điểm thì phải. Tôi sẽ tăng 1 điểm vào body. Ui, vãi đái anh em ơi, mỗi cái này nó lại là một bảng skill khác nhau cơ. Mỗi cái này nó là một bảng skill khác nhau này. Athletic. Vãi rồi, nó nhiều thứ lắm. Stealth, ui. Mà tôi tưởng là cái này nó chỉ là chỉ số thôi, hóa ra là chỉ số là nó sẽ mở ra skill. Game bố đời đây anh em ạ, game nhiều thứ lắm. Thôi được rồi, biết thế. Hôm nay livestream đây thôi anh em ạ, tôi phải đi ngủ sớm một chút. Tại vì là sáng mai tôi phải dậy sớm từ 5 giờ để tôi về quê, có việc.
Nếu mà được thì hẹn anh em vào tối mai. Còn nếu mà tối mai mà tôi lên muộn quá thì khả năng là phải sang ngày hôm sau rồi. Rất cảm ơn anh em đã ghé qua và theo dõi buổi livestream này. Đây là một tựa game mà tôi đã mong đợi từ rất lâu rồi. Tuy là nó sẽ còn rất nhiều vấn đề tại vì nó mới release mà. Nhưng mà trong quá trình mình chơi tôi nghĩ nó sẽ update, cập nhật, sửa các cái lỗi dần dần thôi. Nha. 2. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Hẹn gặp lại anh em. Bye bye.